Alo, alo. Và quan trọng nhất à. À, thực ra thì đúng là rất là lâu rồi Quang mới xuất hiện. Hôm nay Quang có mặt trong cái buổi công bố của chương trình The Champion năm nay. Thực ra thì khi anh Sơn gọi, anh Sơn nói là có một cái chương trình rất là thú vị mời Quang tham gia, thì Quang nghe nói là đang boxing. Thật sự Quang rất là sợ lắm. Tại vì thấy vậy thôi chứ Quang rất là nhát. Và khi trong quá trình tập và Quang tập thì đáng lẽ là Quang sẽ tham gia thi đấu mùa đầu tiên cùng team Trigger của Thảo. Nhưng mà không biết sao các bạn đối thủ của Quang là đều bỏ cuộc hết. Thật ra thì là qua cái điều đó thì Quang nghĩ là đôi khi cái ngoại hình, cái vẻ ngoài đôi khi nó cũng đánh lừa được đối thủ của mình. Thực chất thì bên trong Quang rất là nhát. Thì bây giờ thì Quang đã có thêm một cái team mới, đó là team Cookie Buffalo. Cái người cầm đầu đàn trong cái team này đó là chị Cát Phượng. Ở bên kia thì có chị Mỹ Uyên. Và bên đây có chị Cát Phượng. Thực ra thì đối với Quang thì The Champion nó sẽ mang nhiều ý nghĩa cho nghệ sĩ của tụi Quang. Đó là mình đem đến một cái thông điệp võ thuật và sức khỏe, lòng nhiệt huyết. Như tất cả mọi người hồi nãy giờ chia sẻ đó là gì? Khi mà tham gia chương trình và lần đầu tiên đeo găng vào là chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều thứ. Thay đổi từ tư duy, thay đổi suy nghĩ và thay đổi về cái sức khỏe và nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống. Và thật sự trong những cái khoảng thời gian mà tập luyện cùng huấn luyện viên của team mình thì thật sự Quang cảm nhận được để có một cái chiến thắng hay là để tham gia vài phút ở trên sàn đấu thì các bạn phải đổ mồ hôi rất là nhiều, rất là nhiều. Và nói vui thế thôi chứ thật ra khi mà Quang quyết định tham gia chương trình này rồi thì chắc chắn Quang sẽ đặt một cái nhiệt huyết cao nhất. Và chắc chắn Quang sẽ tạo một cái điều rất là bất ngờ cho tất cả quý vị, cho tất cả mọi người khi thấy Quang ở trên sàn của The Champion mùa 2. Chắc chắn một điều như vậy. Quang, mùa 1 luôn đó hay. Mùa 2 chứ, đợt 2 nhưng mà mùa 1. Đợt 2 mùa 1. Cảm ơn Thiên Thần Cách Hồng An và xin được không biết là chị Cát Phượng thì chị nghĩ gì về những gì mà Cách Hồng An vừa mới chia sẻ với chúng ta. Xin mời diễn viên Cát Phượng. Chị Phượng vô đây. Chào tất cả mọi người, thật ra hồi nhỏ các rất lộn. Mọi người ơi. Và mang cái tính là cái nói như là bảo vệ những người yếu hơn mình á. Lớn lên vẫn thích đánh lộn, nhưng mà cái đánh lộn khác ở một điểm là thích nhìn người ta đánh lộn. Và cái điều thích một điều nữa là mình rất thích xem những cái phim gọi là action nó rồi đánh nhau để có cái vậy. Thì tham gia cái này là biết sao không? Tại vì nếu mình muốn thử xem cái sức khỏe của mình nó đang nằm ở đâu. Thì khi mà
đóng góp chút xíu sức của mình, một cái sức khỏe của mình cũng 50 mấy tuổi để có cái gì đó để cũng lan tỏa nè. Cái số tuổi nó không thành vấn đề đối với phụ nữ mình, mà hãy nói về cái số sức khỏe, cái số vòng đâu 1 hay 3 của mình phụ nữ nha các bạn. Còn một cái mình nó nhỏ lại, còn hai cái mình nó to ra, mình kia là đốt, đó là cái điều mình đáng nói. Chứ còn cái số tuổi thì đừng có quan trọng nha các bạn ơi. Thôi chúc là quan trọng cái gì để chân cho mình là thành công mỹ mãn nha mọi người. Ok, bye bye. Cảm ơn chị Cát Phượng rất nhiều ạ. Cảm ơn chị. Xin được chuyển micro cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung ạ. Một người nhạc sĩ rất là thư sinh mà không hiểu sao lại tham gia show này. Không biết là sau show thì có thể thăng hoa trong âm nhạc được không ạ? Xin mời. Dạ, lời đầu tiên cho tôi xin lời chào đến quý anh chị phóng viên, quý nhà tài trợ, quý ban sản xuất và các anh chị em nghệ sĩ đã có mặt trong chương trình The Champion ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của chị Mai Thủy. Các anh chị phóng viên thân thiết với em thì cũng đã biết là 2 năm trước là em đã gặp chuyện buồn về gia đình. Và cái chuyện đó làm cho em rất là suy sụp một thời gian. Thì bản thân em là một người tích cực, em muốn thay đổi. Trong cái suốt thời gian đó là em đã làm nhiều cái mới. Không phải là vì em muốn lấn sân, mà là vì em muốn trải nghiệm những cái mới hơn trong cái lĩnh vực nghệ thuật của mình. Ví dụ em là nhạc sĩ thì em muốn trải nghiệm một cái lĩnh vực khác như là lồng tiếng, hoặc là mình rèn luyện sức khỏe. Em làm những việc đó là để em không có thời gian để em buồn nữa, và em muốn hoàn thiện bản thân mình. Ví dụ như em học lồng tiếng là để hoàn thiện cái giọng nói của mình. Em rèn luyện sức khỏe để em cải thiện vóc dáng của mình, cải thiện sức khỏe của mình để cho em hoàn thiện hơn. Thì boxing cũng vậy. Em nhận được lời mời của bên các tiên sa, và em hầu như em không phải suy nghĩ, em đồng ý liền. Ở trước giờ em không thích đánh nhau, em không bao giờ thích giải quyết mọi việc bằng vũ lực. Nhưng mà em muốn thử cái cảm giác là mình phải đối mặt với một người ở trong một cái trận đấu mà mình không thể tránh né được là nó phải như thế nào. Em muốn trải nghiệm cái cảm giác đó. Và em nghĩ là trong đời của mình á, người ta không dám trải nghiệm, ta sợ hoặc là người ta ngại. Nhưng mà em lại thấy niềm vui trong cái đó. Em muốn mỗi ngày của em đều phải vui, mỗi ngày của em phải có ý nghĩa. Và em làm gì cũng có ý nghĩa đối với em hết. Em tham gia The Champion là em cũng để giải quyết một cái chuyện trong quá khứ mà em chưa có giải quyết được. Mọi người khi xem tập lên, mọi người sẽ thấy được cái cách em giải quyết nó như thế nào. Và em xin cảm ơn tất cả những người thầy trong trích về boxing. Cái bàn tay này là lòng biết ơn của em đối với mọi người. Thịnh sư phụ, Thảo Trần, Quốc Dũng, Thịnh Béo, mọi người đã rèn cho em thành một con người khác ngày hôm nay. Và em cảm thấy niềm vui trong điều đó, gặp gỡ với anh em tất cả với nhau, mình cùng chiến đấu với nhau như một team. Em còn thấy 9 phút trên võ đài là một điều quý giá mà em không bao giờ mua được một lần nữa. Xin cảm ơn The Champion. Cảm ơn Nguyễn Văn Trung rất nhiều ạ.